tôi có hai đời chồng. Đời trước thì ở với ông chồng đó thì nói cho ngay ổng cũng thương lắm, mà về thì bên chồng thì ông và chồng thì cũng thương, mà bà và chồng thì có thành kiến sao không biết nữa. Mà đó làm công nhân ấy, cha mẹ chết hết rồi, đi làm công nhân đó, rồi đi bữa đó về trời mắc mưa, bao lì xì á, bao đỏ đỏ cái để dành cho lì xì cháo rồi vậy đó, cái bao lì xì nó nhồi vô một cục ở trong cái giỏ mình á, cái đi đi bữa đi làm về cái lấy cái giỏ bỏ trên giường đó, cái rồi mấy chị em bạn dâu cái mới lục giỏ cái không biết tiệm gì không biết, cái nói cầm cái đó lên thấy cái cục đỏ, cái nói với bà và chồng là cái này là bùa đó, mà thật sự đâu đâu có đâu. Bà và chồng có kêu ông chồng là đi đi lên thầy pháp thầy bùa gì mở ngải ra, ông chồng không không chịu đi. Cái từ chỗ đó cứ nghĩ là tôi có bùa ngải thành ra có thành kiến, rồi khiến cho ông và chồng mất, bị đột quỵ mất, rồi ở có đứa con rồi cái ông và chồng chết, rồi bà và chồng mới nói là đòi tự vẫn chết theo hoài. Ổng thì có hiếu lắm, ổng mới nói là nếu mà giữa chữ tình với chữ hiếu á thì chắc anh chọn chữ hiếu. Nghĩ vậy cái thôi tôi ẵm con ở, tôi sanh ở gia đình nè, cái đẻ con ra rồi từ ở bệnh viện người ta cô mấy cô điều dưỡng rồi chăm sóc cho mình, lo cho mình, đi không được luôn, đẻ con rồi về đi lang thang riết gia đình ở thì người này cho gạo người kia cho tiền, rồi cái có nhỏ bạn nó rủ đi hội chợ chơi, chợ khổ thế mồ rồi hội chợ gì nó thì cứ đi theo tôi chở đi chơi, cái cũng buồn quá lên đại nó chở đi qua bên hội chợ kêu lô tô trúng xe đạp á, cái ông đó mờ riết mờ mua miết mấy lần, tôi nói không có tiền mua được tiền đâu, mua sữa cho con uống, nước cháo, mua đường. Cái Hạnh nó thấy vậy tội nghiệp quá, nó nói hồi để mua cho biết đâu trúng số lấy xe đạp Là bạn của chị bạn á hả? nha. Rồi cái nó cầm nó nói nè nha, mình vô bốn con rồi còn 79 là mình kinh. Rồi cái trển nó kêu bảy vị mư đọc vòng 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 cái kêu 79, cái Hạnh cầm tên tên kinh kinh. Trời ơi lúc đó tôi không biết tôi nhiêu tuổi Trời nữa. đất ơi, coi như là mừng muốn xỉu đúng không? Có nghĩa là lúc ba chồng chị còn sống là ba chồng chị rất là quý chị đúng không? Thương 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 chị, lúc đó chồng chị cũng thương chị cũng nữa. thương nữa. Đó, nhưng mà có mẹ chồng với lại mấy chị em bạn dâu là không ưa. Với Đúng em không? chồng nữa. Em chồng không có ưa. Thì lúc đó chị bước chân ra khỏi nhà lúc đó chị sanh chưa hay là chị vẫn đang có bầu? Sanh rồi. Sanh rồi, vậy là cái Con lúc mà chị đi sanh ở bệnh viện là không ai đưa chị không đi hả? ai, một mình. Ở chồng đâu? Ổng đâu Lúc đó sao ổng ông đưa? nghe lời má làm sao không biết nữa. Ổng có đưa chị đi luôn hả? Không. Rồi một mình ơn chị sanh. Ở đó được một tháng tại con nó sanh nó có 1,4 kg. Trời Nó đất phải hấp ơi. lồng kiếng nữa tại vì đói đói khát quá đâu có sanh con được, đi đi sanh đi cũng được nữa mà. Người ta phải khiêng đi giùm á. Trời đất ơi, rồi không cho, đang có bầu vậy mà không cho ăn là sao? Bên 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 gia đình chồng kỳ vậy. Không biết sao nói nữa. Chắc tại kiếp trước mình ở ác quá giờ mình gặp vậy. Rồi bắt đầu là chị đi sanh là một mình ơn đi sanh rồi ở lại nhà thương một tháng. Rồi được 1 tháng là đi được rồi, người ta vô máu với vô viện, lúc đó liệt đi cũng được luôn. Trời Cái ơi. người ta vô máu, vô máu, bốn bịch máu. Cái tuột xuống giường đi kiếm kiếm con. Vậy á, rồi lúc gặp con thì sao chị? Gặp con, cái hỏi con tôi là đứa nào, cái mấy cổ chỉ cái thằng mỏ que que đó, mà nhỏ xíu mỏ que que đó, giờ mình thấy nó y như con chuột nhỏ xíu. Vậy hả? Cái ẩm được 1 tháng rồi, cái ẩm con về. Ẩm con về thì Về nhà chồng á? không, về đình ở luôn. Ủa, rồi lúc đó đã chưa đuổi mà sao đi về đình? Lúc đó là ổng đi trốn đi đâu mất tiêu. Rồi sau đó là chị có cái xe đạp rồi bắt đầu là Chở chị lu chở khạp đi bán nuôi con. Vậy hả? Đèo Mà con trước, sẽ lu khạp với viên sau. rồi từ dắt đó cho tới bây giờ là ổng có gặp con ổng không? Ổng cũng chết luôn rồi. Ổng chết luôn hả? Ừ. Là chết lâu nay là bao lâu rồi? Ổng chết năm thằng con hình như 8 tuổi á. Rồi rồi trong cái quá trình mà từ lúc nó sanh tới lúc 8 tuổi ông có gặp con ông bao giờ Không. chưa? Không gặp luôn. Trời đất ơi, con ruột mình mà bỏ ngang xương vậy luôn á hả trời? Có nói lớn cái đi ngang chở lu chở khạp đi bán đi ngang chỉ bà nội đang phơi lúa ngoài đường á, chỉ bà nội kìa con, thì nó kêu bà nội mà vả nhìn ra thôi à, chạy luôn. Vậy đó hả? Coi như là chị đã từng có một căn nhà nào chưa?
chưa. Ở đình rồi bắt đầu về trên trên quê của mình, buồn quá rẫm con đi về lấy thiêu, thì vô vô tỉnh xá ở, vô chỗ này chỗ kia ở vậy, trời, cũng cứ kiếm rong ruổi rày đây mai đó vậy đó. Cứ như vậy miết rồi con nó được 8 tuổi, nuôi được 8 tuổi bắt đầu gặp ba nó, ba của bé Tâm. Gặp ba bé Tâm mà tính là có nơi nương tựa. Con ơi, bàn chân mẹ bước không vững rồi, bàn tay run mỗi khi chạm chân, những ngày dần xa con ơi. Trời ơi, thiệt á, hồi nhỏ tới lớn nó không có kêu được tiếng ba, mà ở ba sao nó gọi tiếng ba thì cũng cho nó có tình thương. Thứ nhất là cái thứ hai là mình cũng có nhà cửa để ở, cũng cũng nhờ giả tấm thân. Nhưng mà không ngờ cái bước bước thứ hai rồi cái rồi sanh đứa con này ra, rồi bắt đầu nó bị, mới đầu nó ốm nhôm nhách mà cái mặt nó thì chần dần. Cái người ta nói tôi có đứa con giống vậy mà chết rồi, cái sợ quá cái đi đi khám, khám tổng quát cái mới lòi ra là hội chứng thần hư. Bắt đầu đưa vô bệnh viện Nhi đồng 1 điều trị cho tới 6 năm trời. Rồi bắt đầu đau khổ lại đến tiếp nữa. Ba bé Tâm có gọi là giống như cùng chung với chị để chữa bệnh cho bé Tâm không? Có. Tới lên nó 10 tuổi lận, tới 10 tuổi nó đi học lớp 5 á. Cái bắt đầu là mới phát hiện bệnh vậy. Tới hồi chạy thận mới bắt đầu là ổng buông trôi hết. Bác sĩ nói là phải có tiền thì mới chữa nó được. Con mình đẻ thì mình phải lo chứ giờ buông trôi theo ổng rồi làm sao chịu nổi. Chuyện nào tới đâu hay tới đó. Tới bây giờ là ảnh ở đâu chị? Lâu lâu thì có về. Mà bao lâu rồi cái lần mà gặp ba mà gọi là mới đây nhất là lúc nào hả Tâm? Hồi tuần rồi ạ. Hồi tuần rồi hả? Rồi. Tâm nhớ ba không? Có hay liên lạc với ba không? Ít lắm ạ. Điện thoại không khi nào bắt máy đâu. Cũng có nhiều khi muốn buông xuôi chứ. Mình nghĩ hãy mình buông thì nó chết. Mà giờ nó sống mà có mình có nó, mà có gì thì mình có gì thì nó chết. Có nhiều khi như bị hổm bị bệnh rối loạn tiền đình là đi say sẩm té, cái mình sợ mình chết, không phải sợ mình sẽ chết mà mình sợ chết bỏ con mình không ai lo, nên sợ là sợ vậy thôi, là thêm thằng kia nó khờ khờ nữa, thành ra phải ráng. Coi như mỗi lần con chạy thận xong thì con thấy con khỏe không, là người con bây giờ con cảm thấy người của mình như thế nào? Bây giờ thì cảm thấy mệt ạ. Bây giờ mệt hả? Có nghĩa sao là sao vậy? Mệt sao con? Sao mệt vậy? Con có gồng được không, hay là bây giờ con thấy sao, con cần phải nghỉ ngơi một chút không? Có gì hồi hộp không? Nói đi chứ để lát nữa. Ừ, con có cần phải nghỉ ngơi chút xíu không? Nó hở bên tim nhiều á, hở bên tim ở chừng á. Giờ tim nó vậy nó đập đâu giống như mình đập gì lắm. Vậy á hả? Con nghỉ chút xíu, cho em nghỉ chút xíu đi, con bị tim đúng không? Thưa quý vị khán giả, thực ra là chương trình của chúng tôi đã bị gián đoạn trong giây lát. Lý do là bởi vì bé Tâm, tự nhiên bé Tâm mệt quá và phát hiện ra là chị Út cũng chưa có ăn cái gì cả. Tại vì ngay từ cái chỗ mà chạy thận cho bé Tâm là hai mẹ con đến đây luôn. Có khi nào mà chị ngồi chị suy nghĩ, chị nói ủa tại sao mà cái số phận của chị nó lại khổ như vậy không? Không biết, nhưng mà suy nghĩ chắc kiếp trước mình cũng tạo cái nghiệp gì đó, giờ kiếp này thì mình phải trả thôi. Mà chắc chắn là nhận hết kiếp này thôi, không có kiếp thứ hai nữa đâu. Sao mình biết được? Biết chứ. Kiếp lai sinh mình đâu có biết được. Biết, tại vì mình phát nguyện rồi. Khi bỏ thân này được sinh về cõi A Di Đà mà. Về nhà thì niệm, ở nhà có thờ Phật A Di Đà. Nên chắc chắn là không có kiếp thứ hai nữa đâu. Nên cứ vui mà sống đi, nghĩ như vậy đó. Thực sự em cũng biết nói sao, nhưng mọi người có công nhận không? Có nghĩa là cái cuộc đời của chị Út á, chị quá cực. Chị cực nhưng mà không bao giờ thấy nói chuyện mà chị gọi là chị không nở nụ cười. Thực sự chị cực tới cái mức mà chị không còn thiết làm người nữa. Chị cười đó, nhưng mà em biết chị rất là đau trong lòng á. Có nghĩa là tới cũng suy nghĩ cũng đau lắm. Chị khóc nghĩ sao đi. Mà chị nghĩ sao mà chị nghĩ là kiếp sau chị không còn kiếp sau nữa. Có nghĩa là chị không còn thiết trở lại, ai người ta cũng muốn lai sinh, người ta trở lại kiếp sau ta được làm người.
chị đây vì chị không có muốn cái kiếp nữa. Khổ quá, sợ quá rồi. Giữ hơi ấm con kề bên, thắp tia ánh sáng xuyên bão. Một lần còn chưa được nữa, thêm lần nữa rồi. Thấy khổ quá, khổ rồi. Không có nghĩ tới chuyện đó nữa. Chị nghĩ bao giờ chị mới trả? Vậy thì cầu nguyện sao cho đầy đủ sức khỏe, còn sức khỏe để lo cho hai con, cho xong rồi ra đi. Nhưng mà giờ thôi, nghiệp ai người đó trả. Giờ mình có lo cho chăng nữa thì nó cũng sẽ như vậy rồi. Trời, em nói thiệt với chị nha, cái hoàn cảnh của chị mà lúc nào em thấy chị rơi nước mắt chị vẫn cười. Tâm có thấy là công lao của mẹ mình là quá lớn không? Dạ có. Trời ơi, thương quá trời luôn. Lát nữa con mệt á. Biết sao không chị, em nói chị nghe nè. Của ít lòng nhiều, thực sự em nãy giờ em cứ hỏi chị hoài chị ước cái gì. Thì bây giờ nãy em chỉ mới manh nha nghe được là chị muốn đưa thằng con trai lớn chị đi khám, coi là bệnh tình như thế nào. Thì em biếu chị 5 triệu, chị dắt bạn đi khám thử coi. Coi là nhiều khi bác sĩ cho thuốc á, bạn đỡ được chút nào hay chút đó. Chị ha, coi như tấm lòng của em, em gửi cho chị. Cảm ơn cô Giang.